Rối loạn tiền đình là một cái triệu chứng mà anh em sẽ gặp phải khi mà chúng ta ở tuổi già, hoặc là sẽ gặp phải khi mà anh em chơi FPV Tron. Đùa anh em thế thôi, thế nhưng mà anh em nào mà quan tâm tới DJI và quan tâm tới FPV thì anh em cũng biết rằng là sắp tới đây ấy, thì DJI sẽ cho ra mắt một cái sản phẩm có tên là DJI FPV Combo. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chém gió về những cái thông tin leak mà mình đã tìm hiểu được về chiếc FPV của DJI này nhá. Cái thông tin đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho anh em ở đây đó chính là cái chiếc FPV này ấy, thực chất nó vẫn sẽ chỉ là một chiếc flycam và có thêm cái tính năng là FPV để chúng ta có thể là trải nghiệm những công nghệ mới nhất đến từ DJI. Và với tính chất là một chiếc flycam thì nó vẫn sẽ sở hữu cho mình những cái tính năng đỉnh cao của một chiếc flycam của DJI, như là giữ nguyên vị trí này, hay là khi mà anh em có thể làm tự động bay trở về. Và một cái điểm cộng nữa ở đây đó chính là chiếc FPV này ấy, thì nó sẽ có thêm cho anh em GPS để chúng ta có thể là tự động định vị. Và với những anh em mà chơi FPV tự build thì đây là một cái tính năng mà anh em luôn thèm khát, bởi vì là GPS ở trên FPV tự build ấy, nó là một cái gì đấy vẫn rất là nan giải. Cái phần tiếp theo mình muốn chia sẻ cho anh em ở đây đó là về camera. Thì chất lượng camera của DJI từ trước đến nay thì chúng ta không cần phải bàn cãi rồi. Và ở trên cái chiếc FPV của DJI lần này thì nó sẽ sở hữu cho mình một cái cảm biến là 1:2.3 inch, và nó có thể đạt cái độ phân giải là 4K 60 frame. Và đây là một cái điểm cộng rất lớn dành cho chiếc FPV này. Tuy nhiên thì nó chỉ đạt được cái chất lượng là 4K 60 frame khi mà chúng ta chơi ở cái chế độ flycam mà thôi. Còn khi mà anh em chơi FPV ấy, thì mình nghĩ rằng là nó chỉ đạt ở cái mức độ là 1080p mà thôi. Nhưng mà nếu như mà anh em vẫn muốn có một chất lượng hình ảnh cao khi mà chơi FPV thì lần này DJI đã update cho anh em một cái phần để chúng ta có thể là lắp thêm GoPro lên thân của chiếc FPV này. Và đây là một cái sự đồng cảm cũng như là thấu hiểu rất là mạnh mẽ đến từ vị trí của DJI. Và một cái điểm nữa mình muốn chia sẻ với anh em ở đây nó cũng liên quan đến camera, đó chính là về gimbal. Thì một trong những khoảng thời gian trước thì anh em thường đồn rằng là nó sẽ có gimbal 20. Thế nhưng mà mình tìm hiểu được ấy thì nó sẽ là có một trục Z mà thôi. Tức là cái camera của anh em nó sẽ chỉ là quay lên và quay xuống để có thể là ngắm cảnh. Còn khi nào mà anh em không muốn chơi như vậy nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ là Acros để có thể là chơi về cái chế độ FPV. Và một cái phần nữa mà mình thấy rằng là nó update cũng khá là hay, đó chính là ở trên cái chiếc FPV này thì nó sẽ có thêm cho anh em đó là những cái phần cảm biến. Thì mình nghĩ rằng là nếu như mà đã có cảm biến rồi thì nó sẽ có thêm cái tính năng là bay tracking. Và đây sẽ là một trong những cái điểm cộng nếu như mà anh em newbie muốn mua một chiếc FPV để có thể là tập chơi, bởi vì là khi mà có cảm biến thì nó sẽ giúp anh em là tránh những cái vật cản. Và đây sẽ là một cái điểm mà anh em chơi FPV tự build sẽ luôn ganh tị, bởi vì là ở trên những cái chiếc FPV mà chúng ta tự build thì nó sẽ không có cảm biến này, không có GPS. Và kể cả là các bạn có mua thêm một cái bộ GPS rồi để có thể là trang bị lên cái chiếc FPV của mình ấy, thì cũng cái khả năng mà chúng ta bị mất flycam nó là rất cao. Bởi vì mình đã gặp rất nhiều trường hợp rồi, cái bộ GPS đó nó không đủ tốt để có thể là định vị cho anh em được. Và còn về thời lượng pin thì theo như mình tìm hiểu được ấy, thì ở trên cái chiếc FPV này thì nó sẽ sử dụng pin là pin 6S và nó sẽ cho cái khoảng thời gian bay là 20 phút và nó sẽ đạt cái khoảng cách là từ 6 cho đến 10 km. Với mình thì cái thời lượng pin này mình thấy là khá ổn, bởi vì là khi mà chúng ta chơi FPV ấy thì cộng với cái việc là cái kính FPV nó sẽ có một cái độ trễ rất là thấp, thì cái việc mà chúng ta bay trong khoảng thời gian là 20 phút nó là mình nghĩ rằng là nó sẽ hơi quá đáng một chút, bởi vì là khi mà bay khoảng 5 đến 10 phút là anh em sẽ rất là chóng mặt rồi. Thế nên đây là một cái khoảng thời gian mà vừa đủ để cho chúng ta có thể là trải nghiệm cái công nghệ FPV ở đây. Và nãy giờ thì mình cũng đã nói rất nhiều về cái chiếc máy bay này rồi, nhưng mà còn một cái phần nữa mà mình thấy rằng là nếu như mà không kể đến thì nó sẽ là một cái sự thiếu sót rất là lớn, đó là về cái update của cái chiếc kính FPV. Thì ở trên cái phiên bản kính lần này ấy thì nó đã có một cái nâng cấp rất là nhiều. Chúng ta có thể kể đến như là nâng cấp màn hình từ 120Hz lên 144Hz để cho chúng ta có một cái trải nghiệm nó mượt mà hơn rất là nhiều này. Tiếp theo đó thì DJI đã trang bị thêm một cái băng tần là 2.4GHz để nó giúp chuyển đổi những cái băng tần 5.8 về 2.4 và nó sẽ cho một kết nối nó ổn định hơn và mượt mà hơn rất là nhiều khi mà các bạn bay xa. Và nói tóm lại thì nếu như mà chiếc FPV của DJI này ra mắt ấy thì mình thấy rằng là nó sẽ phù hợp với rất là nhiều đối tượng.
từ những anh em newbie này cho đến những anh em mà đã chơi Flycam lâu năm. Với những anh em newbie mà muốn khám phá những cái tính năng mới của DJI mà chúng ta sợ cái việc là bị rơi Flycam này hay là chúng ta bị va đập, thì với cảm biến của FPV chúng ta hoàn toàn có thể là sở hữu một cái chiếc FPV này để có thể là chơi khi mà anh em đang là một newbie. Còn với những anh em mà đã chơi lâu năm rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ ra một số tiền, mình nghĩ rằng là nó sẽ không lớn lắm đâu, để có thể là trải nghiệm một cái công nghệ FPV tuyệt vời của một cái hãng lớn như là DJI. Và Tokyo Camera thì cũng đã có lập ra một cái group để cho chúng ta có thể là chia sẻ những cái thông tin mới nhất về cái chiếc FPV của nhà DJI này rồi. Và mình thì sẽ để link cho anh em ở phía dưới để chúng ta có thể là dễ dàng tham gia nhé. Và cuối cùng thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhé. Chào các bạn.